tiếp tục với phần chơi ngày hôm nay. Bây giờ thì nó có thay đổi. Trước khi mà các bạn có quyền thay đổi thì tôi cho xem cái phần thi lực trước để các bạn quyết định. Xin mời hai đội. Ở thử thách thứ hai, vòng trang bị, người trí tuệ sẽ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác để người thể lực thực hiện thử thách mang tên vận chuyển bàn trải. Trong thời gian người trí tuệ tích lũy được, người thể lực sẽ dùng phần lưới của nón lưỡi chai vượt qua các chướng ngại vật để vận chuyển các bàn chải về đích. Lưu ý, trong quá trình vận chuyển, người thể lực không được dùng tay để giữ bàn chải đâu nhé. Với mỗi bàn chải đem về đích đúng luật, đội chơi sẽ ghi được 10 điểm tương đương với 500.000 đồng tiền thưởng. Đầu tiên là mời người thi trí trước, ai sẽ là người thi trí? Bây giờ chúng ta đang trên đà chiến thắng, phải không? Bây giờ mình lấy cái đó mà coi như mình tiến tới. Cho nên tôi quyết định chọn Diệp Tiên tiếp tục thi trí. Bên đây là thua thì mình phải đổi bắt buộc rồi. Hồi nãy á là Lâm Vĩ Dạ thi trí đúng không? Bây giờ đổi lại là Trương Thế Vinh. Wow, hai chàng trai cơ bắp cuồn cuộn. Luật chơi như sau: tôi sẽ đọc câu hỏi, hai bạn sẽ giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông, ai nhấn trước trả lời trước. Sau khi kết thúc, đội nào có nhiều câu hỏi thì chúng ta có nhiều thời gian dành cho bạn thi lực phía sau. Mỗi câu trả lời đúng các bạn nhận được 10 giây. Rồi, chuẩn bị nào, câu hỏi bắt đầu. Lệ Chi Viên là khu vườn trồng loại cái gì? Giải. Chính xác. Cực Bắc ở nước ta nằm ở tỉnh nào? Hà Giang. Chính xác. Vậy Cực Nam ở nước ta nằm ở đâu? Cà Mau. Cà Mau. Chính xác. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không bị đổ ra ngoài? Hút nước. Gì? Hút nước. Hút không hút, hút nước. Chính xác. Vòi của voi có xương không? Không. Tại sao? Tại có vòi mà nó dẻo lắm, không thể nào có xương được. Từ nào trong các từ sau không cùng nhóm? Công lý, công nhân, công tâm và công bằng. Bằng. Công nhân. Chính xác. Hoa gì chỉ nở về đêm, muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu? Hoa gì? Hoa gì nó thơm lắm? Quỳnh Hương. Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh nở muộn đó. Đúng rồi. Phương tiện nào được sử dụng trong bài hát 12 giờ? Phương tiện nào? Xe đạp. Chính xác. Sông gì có mùi thơm? Tùng Hương. Đúng rồi. Gấu trúc ao ước điều gì mà không bao giờ làm được? Giảm cân. Bắt đi, bắt đi Vinh, bắt đi Vinh. Mở mắt. Mở mắt. Hả? Gấu trúc có mắt mà, nó mở không được mà. Không. Vị huấn luyện viên nào là người cầm kịch lâu nhất cho đội Manchester United? Alex Ferguson. Chính xác. Trong chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy, lúc chạy trốn Mỹ Châu đã rải cái gì để Trọng Thủy đi theo? Lông ngỗng. Đúng rồi. Một khối nước bằng bao nhiêu lít nước? 1.000. 1.000. Chính xác. Ai mượn nói. Vậy một lít nước bằng bao nhiêu đề xi mét khối? 100. Sai. Một lít nước bằng bao nhiêu? Nói đi, nói đi. 10.000. Tâm. Tâm đi. 1.000. 1.000. Không phải. 100. Không phải. Bằng 10.000. Bằng 1. Con gì hai mắt trong veo, thích nằm sưởi nắng hay trèo cây cao? Con mèo. Đúng rồi. Làm thế nào để con cua được 9 chân? Lục nó thôi. Lục nó thôi. Đúng rồi. Bến Ninh Kiều ở đâu? Cần Thơ. Đúng rồi. Không biết nữa thôi. Cái gì không hái được và rất dễ tan vỡ? Cái gì không hái mà tan vỡ? Trái tim. Đúng rồi. Wow. Hoàng tử William và công nương Kate của Hoàng gia Anh tính đến nay có bao nhiêu người con? 3 đứa. Đúng rồi. 3 đứa. Yes. Ok. 3 con vịt, 6 con chó, 7 con mèo có tổng cộng mấy chân? 13. 3, 2, 1. 28. 16. 58. 58. 58. 58. Bấm đi bấm chuông. 3 con vịt. 3, 2, 1. Trả lời. Bỏ quà. Không nhớ. Bỏ quà. Giấy quỳ tác dụng với axit ra màu xanh hay màu tím? Màu tím. Sai. Màu xanh. Màu xanh. Sai luôn. Bỏ qua. Màu đỏ. Màu xanh.
mà huyện Thanh Quan tả cảnh đèo ngang vào thời gian nào trong ngày? Xế chiều. Chính xác. Làm thế nào để một tay che kín bầu trời? Bịt mắt lại. Đúng rồi. Anh bấm chuông chậm quá vậy anh, làm chú đánh này. Kinh đô Phú Xuân thuộc tỉnh nào ngày nay? Quế. Đúng rồi. Yes. Con sông nào chia đôi tỉnh Bắc Ninh? Sông gì chia đôi tỉnh Bắc Ninh? Sông Giang. Sông gì? Sông Danh. Không phải. 3, 2, 1. Sông Hồng. Không, trời ơi. Tên thủ đô của nước Áo là gì? Viên. Đúng rồi. Không nhớ. Câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng, dãy núi nào dài nhất thế giới? Bắc. Himalaya. Sai. Fajiban. Fajiban. Núi đó là núi Andes. Một khối nước bằng bao nhiêu lít nước? 1000. 1000. Chính xác. Ai vượng nói. Làm thế nào để con cua được 9 chân? Lục nó thôi. Đúng rồi. Giấy quỳ tác dụng với axit ra màu xanh hay màu tím? Màu xanh. Sai luôn, bỏ qua. Màu đỏ. Màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem đội của huấn luyện viên Quốc Thuận đúng được 12 câu có 120 giây. Đội Phương Thanh đúng 9 câu có 90 giây. Yeah. Ta sẽ đến với phần thi thứ hai của hai đội, đó là phần thi lực. Bây giờ chuẩn bị nhé. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Đúng rồi. Đi nhanh quá vậy. Hay quá vậy là bị dạ. Để xuống không được dùng tay. Vô cái ly. Xuống đi dạ, xuống đi dạ, xuống đi dạ. Vô cái ly. Anh đâu bỏ đi. Anh đâu bỏ đi. Ca ơi, tới nơi rồi mà xuống ca nó cái lợi thế là cái môi. Hay. Lẹt lên, lẹt lên. Lẹt ca ơi, lẹt ca ơi. Lẹt. Đi luôn, đi luôn. Cố gắng lên là bị dạ, chúng ta còn có thời gian lắm. Từ từ, đúng rồi. Hay dữ vậy. Đi xuống không, đi xuống không. Dạ, ra ngoài rồi. Ba cây rồi, Buka ơi. Cố gắng lên, Buka còn nhiều thời gian, Buka ráng. Rất nhiều thời gian. Ba cây tiếp tục rồi, giống như là bên Buka. Lấy không? Không được, không được. Ủa, cái gì vậy? Lọt vô cái ly mới tính. Lọt vô cái ly mới tính. Không được. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ rồi. Rồi, rồi, rồi. Thôi, thôi, chạy luôn, chạy luôn. Dạ, 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 dạ. Lọt vô cái ly nha. Nhanh lên, nhanh lên. Lọt vô cái ly. Còn có mấy cây rồi, dạ, dạ. 4, 5, 3, 2, 1. Rồi, hết thời gian. Buka cứ nở đầu, Buka. Mình tiếp tục đi đi, bên kia hết thời gian rồi. Mình có 2 triệu rồi. 2 triệu. Nhanh lên, còn 20 giây nữa. Gán em. Gán Buka. Ca ơi, rớt cái này nữa đi ca, hay lắm ca. Ca, ra ngoài luôn ca, ra ngoài luôn, đó đúng rồi. Ra ngoài luôn. Yeah. Ôi, hay quá. 10 giây, nhanh lên. 7, 6, không nghe, 5, không nghe, không nghe, 4, 3, bỏ vô giày. Năm cây anh. 5 cây, bên đây chúng ta nhận được 2.500.000 đồng. Chúc mừng. Còn bên đây được 4 cây là tổng cộng Lâm Vy Dạ có 2.000.000 đồng. Chúc mừng. Kết thúc vòng 1, rất vui, rất hào hứng nhưng cũng nhiều tiền lắm quý vị. Đội của Phương Thanh có số tiền là 7.000.000 đồng. Chúc mừng. Đội Quốc Thuận
có nhỉnh hơn chút xíu. Nhiêu anh? 8 triệu rưỡi. Rồi.